Ban tổ chức lễ hội mùa thu Bát Sát năm 2022 vừa tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm thể thao trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Bát Sát, chuẩn bị khai mạc chính thức lễ hội. Ban tổ chức đánh giá các hoạt động như dù lượn, trèo sắt, camping, giải chạy và trình diễn xe vượt địa hình đã diễn ra thành công, đảm bảo an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các vận động viên, du khách và nhân dân. Các sự kiện này đã thu hút trên 4.000 lượt du khách. Ban tổ chức cũng đã rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai mạc lễ hội mùa thu với chủ đề Y tí, sức hút đại ngàn và giải leo núi chinh phục đỉnh Lào Thần lần thứ 5 năm 2022. Theo đó, giải leo núi chinh phục đỉnh Lào Thần sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8. Lễ khai mạc lễ hội mùa thu sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 8 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Công tác chuẩn bị đang được các ngành, các địa phương tích cực thực hiện.